Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với Đồ Gỗ Hiền Lành. Vâng, trong clip này chúng tôi tiếp tục giới thiệu tới quý vị hai mẫu sản phẩm nữa là sập thờ gỗ gụ Mai Điểu chân 22, kích thước rất là khủng, toàn bộ là được đục tay 100%. Thì tôi báo luôn, chiếc sập thờ Mai Điểu gỗ gụ chân 22 này mang thông số kích thước như sau: chiều dài là 1m76, chiều sâu là 1m97, chiều cao là 1m55 tam cấp. Toàn bộ phần dạ là dày 8 phân, hàng liền khối, hàng đục tay, kênh bong moi móc, và ba mặt là chúng tôi làm như nhau, dạ tiền cũng như là dạ ngang. Đây được đánh giá là chiếc sập thờ khủng nhất miền Bắc, chưa có cơ sở nào làm. Chúng tôi cũng khẳng định luôn, chưa có cơ sở nào làm kích thước khủng như này. Dài 1m76, sâu 1m97, cao 1m55, toàn bộ là đục tay. Sập thờ Mai Điểu đây, hàng 2 tầng cổ chân 22. Toàn bộ ván mặt chúng tôi làm dày 3 phân, khuôn là 5 phân, hàng liền khối, ván mặt là liền khối. Mẫu này là chúng tôi cũng ra rất nhiều trong thời gian vừa qua rồi, nhưng kích thước khủng như này thì chúng tôi là đây là làm cái đầu tiên mà cũng chưa cơ sở nào làm như này, kích thước khủng như này. Toàn bộ phần dạ ngang là chúng tôi cũng làm như dạ tiền, rất dày. Đây là tam cấp đây, tổng thể cao 1m55. Và bên cạnh nữa là một mẫu sập thờ ngũ phúc chân 16, thì chúng tôi cũng báo kích thước của chiếc sập thờ ngũ phúc này như sau: chiều dài là 1m36, chiều sâu là 1m97 và chiều cao cũng là 1m55, đồng kích thước. Sập thờ này chúng tôi gọi là sập thờ ngũ phúc, và bên kia là sập thờ Mai Điểu chân 22, toàn bộ chất liệu gỗ gụ. Đây là đơn đặt hàng của khách hàng ở Nam Định. Thì quý vị nào muốn sở hữu bộ sản phẩm VIP như này thì liên hệ ngay tới Đồ Gỗ Hiền Lanh qua hai số điện thoại là 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi là làng nghề gỗ mỹ nghệ La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Chúng tôi đầu năm mới này chúng tôi giới thiệu rất nhiều mẫu sập thờ, bàn thờ cũng như là hoành phi câu đối rồi. Thì quý vị có thể đăng ký kênh để theo dõi liên tục những mẫu mới mà chúng tôi đưa lên. Đây có thể được đánh giá là mẫu mới nhất của năm 2020, và tương lai ở năm 2021 chúng tôi vẫn làm mẫu này, nếu như quý vị có đặt hàng. Vì mẫu này hàng chúng tôi sản xuất ra là hàng độc quyền. Các cơ sở có làm theo thì cũng không thể bắt kịp chúng tôi được. Phần dạ ngang đây, dài 1m97, được chạm khắc bằng tay 100%, thủ công rất cầu kỳ, cũng là tam cấp. Thì theo như tôi được biết thì là khách hàng đặt chiếc bàn thờ này là để kê tượng Phật, nên là khách hàng làm phần tam cấp rất là rộng. Tổng thể chiều cao của chiếc bàn là 1m55. Đây chúng ta cùng xem phần dạ ngang của chiếc sập thờ Mai Điểu đây, được làm như phần tiền, gọi là sập thờ ba mặt tiền cũng được, chân 22. Là chúng tôi nhớ ngay ra đây là bộ sập thờ Mai Điểu của khách hàng ở Nam Định đã đặt chúng tôi, rất là VIP. Phần cổ chúng tôi làm dài 4 phân và phần dạ chúng tôi làm dài 8 phân, hàng liền khối. Đây chúng ta cùng chiêm ngưỡng lại một lần nữa tổng thể hai bộ sập thờ đây. Quý vị có thể truy cập vào Zalo 0986 883349 để xem hình ảnh nó chi tiết và chế độ Full HD, hình ảnh nó nét hơn. Đây là chúng tôi đang quay trời tối nên là hình nó có hơi mờ một chút, thì mong quý vị thông cảm. Quý vị hãy liên hệ tới 0986 883349 thì chúng tôi sẽ tư vấn hoàn toàn miễn phí cho quý vị. Và quý vị hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành để ủng hộ cơ sở ngày càng lớn mạnh. Chúng tôi nằm ở làng nghề gỗ mỹ nghệ La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định.
Đây chúng tôi quay lại phần rã ngang cho quý vị xem đây. Ba mặt như nhau. Chiều sâu là 1m97. Chiều dài là 1m76. Chiều cao 1m55. Quý vị đăng ký kênh để cập nhật video mới nhất. Vâng, và hẹn gặp lại quý vị trong các clip tiếp theo.